Xin chào tất cả các bạn. Mình vẫn là cuộc sống Phong Nguyên. Hôm nay các bạn nghe giọng mình có vẻ như là hơi nhỏ, hơi yếu phải không ạ? Thật sự, mình làm cái video này mình sẽ úp được ngay, mình không chỉnh sửa gì hết. Nguyên bản của nó luôn, không chỉnh sửa gì. Mình không dám live stream trực tiếp, tại vì mình sợ rằng quá trình mình live stream mình lại rơi nước mắt, hoặc là mình có cảm xúc gì đó nó không được hay cho lắm. Chính vì vậy mình quay rồi mình úp lên, nhưng mình sẽ cố gắng rằng trong thời gian quay mình sẽ xuyên suốt luôn, để các bạn không thấy mình nhỏ lệ hay không thấy mình có cảm xúc gì khác nhá. Thì mình xin vào tiêu đề ngay, mình xin một cái video để tâm sự về những người làm vlog, những người làm channel giống như anh em mình, giống như những người đang có ý định làm channel. Mình tâm sự thôi, để những người xung quanh hoặc là những người gần mình hiểu mình hơn. Mình chẳng phải là điên, cũng chẳng là khùng, tự nhiên cầm máy quay rồi cầm điện thoại đi quay, đúng không ạ? Mình xin tâm sự thế này. Bản thân mình đây này, bản thân cuộc sống Cao Nguyên cũng có công việc ổn định. Cái tuổi của mình cũng không phải là trẻ lắm, cũng chưa đến mức để già lắm. Mình còn có công việc ổn định, nhưng vì đam mê, vì sở thích và một cái gì đó khác lạ, mình mới làm vlog, mình mới làm channel. Thật sự luôn, chứ chẳng phải là vì một cái để người ta gọi là có một nguồn thu nhập cao hay là một cái gì đó thôi. Nếu mà được tốt thì thật sự là rất là tốt, thật sự. Nhưng mà có những cái trái chiều các bạn ạ, rất là khổ. Mình mở cái máy tính nhỏ xí. Giọng mình các bạn thấy hôm nay nó không được thanh, không được giỏ lên, đúng không ạ? Thật sự mình hôm nay rất là buồn. Hôm nay là ngày mùng 3. Sáng nay mình cũng có làm một cái video, nhưng mà mình chưa được up lên được. Đó là ngày mình về bên nội ăn mùng 5 tháng 5. Mình quay rất chỉnh chu, rất đàng hoàng. Từ khi bắt con ngan mang về để biếu bà nội, đó là cái tục lệ bên mình. Thật sự tục lệ bên mình, nhưng mình không nói xa xôi về cái chuyện đó nữa. Mình quay rất là chu chu rồi, rất là tuyệt vời rồi. Nhưng vì một cái mình không úp lên, mình xóa đi hết. Buồn kinh khủng. Mà chỉ có những người đang làm vlog giống như mình, giống như anh em mình, thì mới hiểu được cái tâm trạng lúc đó, thật sự luôn. Đôi lúc mình đi quay họ bảo là mình khùng, cái thằng điên dở hơi, dành tự nhiên cầm máy đi quay nói liên thuyên như vậy, thật sự luôn. Rồi có những người thông hiểu, thông cảm được mình, ừ, họ rất là niềm nở, rất là vui tươi với mình. Nhưng có những người mình cảm thấy như rất là buồn, kể cả trong những người xung quanh mình cũng vậy, anh em họ mình cũng vậy, thật sự luôn. Bạn bè mình thì cũng khá là hiểu mình rồi, khá là biết mình và đều thông cảm với mình cái nghề làm vlog này. Mình thức khuya dậy sớm cầm máy quay đi nói liên tin, thật sự nó cũng là một cái vì đam mê thôi, cũng chưa có cái gì gọi là thu nhập hay là một cái bản thân mình được cái gì hết. Đảo lộn tất cả cuộc sống, công việc cũng bị ảnh hưởng nhiều chứ. Đêm cày để làm chỉnh sửa video, úp lên những khoảnh khắc đẹp nhất mà mình quay được, cắt sửa đi chứ, thật sự luôn. Có những người thông cảm thì họ động viên mình rất là nhiều, động viên anh em mình làm vlog rất là nhiều. Còn có những người thật sự họ cứ nghĩ mình đang làm cái gì ấy, họ cứ nghĩ mình đang phá vỡ cái không gian gì của họ ấy. Thật sự luôn, mà chẳng có gì để ảnh hưởng tới họ đâu. Thật sự hôm nay mình cũng rất là buồn. Thì mình cũng không phải nói gì, mình cảm thấy là buồn thôi. Trong hôm nay gia đình rất là vui vẻ, mình cũng có làm và quay lên một xí để làm tư liệu ngày mùng 5 tháng 5 vậy thôi. Nhưng mà có một chị, tức là nhà có bốn anh chị em thôi, hai trai hai gái, rất là đơn thuần. Một chị nó cứ không thông cảm với mình, chị nghĩ mình là cái thằng dở hơi, quay lên để mà khoe khoang hoặc là quay lên để làm một cái gì đó. Rồi chị nói mình, chị đã nói mấy lần rồi, mình cũng đã giải thích với chị, đó cũng là vì đam mê,
đó là cũng là một cái để mình làm để mới mẻ và có thể là bứt phá trong một cái gì đó chẳng hạn. Nhưng mà trời, chị cũng không thông cảm cho lòng mình. Thật sự chị đâu nghĩ rằng là mình cứ là cái thằng điên khùng quay lên làm ảnh hưởng tới gia đình như thế này. Dù rằng là cho mọi người rất là thông cảm, cho mình quay để mình làm cái liệu mình đưa lên cho các bạn xem là cách sinh hoạt trong mình như thế nào, gia đình mình như thế nào, rồi là trong cuộc sống cao nguyên của mình như thế nào. Nhưng rồi chị nói rồi, cái bức xúc này dồn nén cái bức xúc kia, cái tổn thương này dồn cái tổn thương kia, mình cũng có nói lại. Thật sự mình cũng có nói lại, phận đàn em thì đáng lẽ không nên nói lại, nhưng mà rồi bức xúc quá mình cũng nói là em cũng chỉ làm thế này thế nọ thế kia thôi, cùng thế này thế nọ rồi chị em to tiếng với nhau. Bản thân mình buồn, gia đình mình buồn, cũng vậy, cũng chẳng đáng cái gì đâu mà. Nhưng mà nếu những người thông cảm họ hiểu mình lắm. Mình làm cái video ngắn gọn như thế này để không phải là để tâm sự về bản thân mình, không phải tâm sự về gia đình nhà mình cái gì cả đâu. Nhưng mình muốn nhắn nhủ với các bạn rằng những ai đang xem vlog, những ai đang chuẩn bị làm vlog và những ai đang từng làm đã và đang làm vlog như mình, hãy tạo điều kiện cho họ, hãy thông cảm họ. Họ cũng là con người. Mình nói mình cảm xúc quá, mắt mình cũng hơi đỏ rồi đấy. Nhưng mình cố gắng nói một cách xuyên suốt luôn. Mình không nghĩ trong cái video này mình xong mình úp lên, mình đang nói tiếp. Những con người làm vlog như chúng mình cũng là những con người, họ cũng có công việc làm mà. Nhưng vì đam mê của họ, họ muốn đam mê như vậy. Có những người đam mê phượt, có những người đam mê đi du lịch, có những người đam mê câu cá, có những người đam mê đánh bài, đánh bida, đúng không ạ? Đó là vì đam mê. Mình chỉ khuyên nhé, mình không bao giờ làm tổn thương họ được. Nhưng mình nghĩ rằng anh em mình làm vlog cũng chẳng có gì là xấu, chẳng có gì là phạm pháp. Anh em mình đưa đến cho họ những cái, những người xem, những bạn khán giả, những cái hình ảnh chân thực nhất, thì mọi người xung quanh cũng nên thông cảm họ. Thật sự đấy, những người xem vlog cũng nên thông cảm họ. Các bạn không động viên họ được, không giúp đỡ họ được, thì cũng nên đừng nói cái gì cả. Mình nghĩ là như vậy. Còn trong sự đời thì có rất là nhiều, có người thích video này, có người thích video khác, có người bình luận này bình luận nọ, thì mình cũng không nên nói, là mình cũng không dám nói điều gì với các bạn. Nếu mình nghĩ rằng nếu những ai đã là bạn bè của những người đang làm vlog, đã là người thân của những người đang làm vlog, mình không giúp được họ, thì mình cũng cố gắng động viên họ, cố vũ họ. Thật sự luôn. Có những người bạn bè mình làm vlog cũng có thể là không xem kênh mình, cũng không vào đăng ký kênh mình, nhưng họ cũng mong rằng họ đừng nói cái gì cả, đừng xúc phạm tới mình. Thật sự luôn. Nếu như bạn bè xúc phạm, thì cũng còn có thể là tao mày bạn bè cũng có thể thế này thế nọ, chẳng có gì đâu. Nhưng mà để một người thân trong gia đình nói hết ngày này đến ngày nọ, giống như là mình là một cái thằng bệnh hoạn vậy đấy, giống như mình là một người nghiện vậy, bị nghiện ấy, nghiện ma túy chứ mà là nghiện thế hiểu hết, thì thật sự mình cũng bức xúc chứ. Mình cũng có lòng tự tôn của mình, mình cũng có những cái tôi của trong mình chứ. Trong khi đó mình còn gia đình, sự nghiệp, mình còn vợ con xung quanh, thế mà họ cứ nói mình là giống như một thằng điên vậy. Cái video này mình vẫn nói rằng anh em mình nên giúp đỡ lẫn nhau, hãy đồng hành cùng với nhau vì một cái đam mê thôi nhá. Đừng có nói gì to tát là sẽ kiếm được kinh tế trên YouTube hết. Vì một cái đam mê, đó là đam mê chia sẻ, đam mê khám phá và đưa lên cho mọi người. Và cũng vì một cái đam mê, sau này con cháu mình, cái kênh này, con cháu mình sẽ lưu truyền mãi. Các cháu mình sẽ vào xem ông nội nó, ông cố nó như thế nào, đúng không ạ? Những ai đang làm vlog, xem cái video này, cũng đừng có cười mình. Mình cũng không biết là đã ai đã tâm sự như mình hay chưa, cũng đã ai dám nói sự thật như mình hay chưa. Nhưng mình bảo đảm rằng hôm nay mình làm xong vlog này, mình sẽ đưa lên cho các bạn xem. Các bạn có chửi như thế nào cũng được, nói như thế nào mình cũng ok. Nhưng mình sẽ úp lên, mình không chỉnh sửa gì.
Mình nói gì mình không bao giờ chỉnh sửa. Mình sẽ đưa lên hết. Mình cũng không cắt sửa cái gì cả nhá. Mình rất mong các bạn đang làm vlog và những ai chuẩn bị làm vlog và những ai đang xem vlog hãy ủng hộ bằng tinh thần nhá. Đừng, và nhất nữa là những người xung quanh mình, nhất nữa là những người thân cận mình, bố mẹ anh em mình, hãy động viên cho bản thân mình. Đừng có xem mình giống như một cái thằng không có não vậy ạ. Thật sự luôn. Bản thân những người làm vlog họ cũng biết là họ cơ cực khổ như thế nào. Nhưng mà cái khổ đó là vì đam mê thôi, mình cũng không dám nói. Nhưng mà mình nói sơ qua về cái khía cạnh khổ thôi. Đó là đi quay về lấy tư liệu về, chỉnh sửa video, cắt sửa video, rồi là tương tác cùng nhau, rồi là úp video lên nó. Có khi là 1 giờ sáng mới ngủ được, 1 giờ sáng mới vào với vợ được. Huống hồ gì những người xung quanh mình họ đâu có chịu đựng đến những cái kịch cánh đó. Sao lại không giúp đỡ họ bằng một cách động viên? Ừ, bạn cố gắng lên, ừ, em cố gắng lên, đúng không ạ? Làm sao phải chỉ trích cho họ? Làm sao phải xem họ như những cái thằng nghiện ngoài đường? Làm sao phải xem họ như những thằng sống vật vờ vậy? Mình thật sự mình hôm nay mình tâm trạng cực kỳ. Mình chỉ dám đưa lên cái video này và cái video trước mình quay đi ngay ngày 5 tháng 5 của gia đình ấy. Thì hôm nay là mới là ngày mùng 3 thôi. Nhưng mà gia đình mình là do là mấy người bận việc nên là mùng 2 là mùng 5 tháng 5 thì không ăn được. Thì hôm nay mình tục lệ như thế nào thì trong cái video mình sang ngoại mình sẽ đưa lên. Sang ngoại rất là ủng hộ mình. Mình không nói xa, mình không nói xấu bên nội bên ngoại gì cả. Nhưng thật sự thì cái video bên ngoại mình sẽ đưa lên và mình giải thích vì sao là ngày mùng 5 tháng 5. Ngày mùng 5 tháng 5 ý nghĩa như thế nào nhá. Thì hôm nay mình thật sự từ sáng giờ mình quay rất là nhiều, cũng làm việc rất là nhiều. Mình không bao giờ là quay mà để công việc mình nó xa lạ đâu. Không, mình không làm đâu. Mình xuống mình vẫn làm tất cả mọi việc. Lúc nào mình không quay được mình nhờ vợ quay. Thế nhưng buồn vẫn là buồn. Mình không phải là buồn vì chuyện mình không đăng lên được trên cái kênh, không đăng được cái tập đó. Mình không phải là buồn vì cái quá trình mình quay mà bị công không đâu. Mình buồn vì những bản thân, những người bên cạnh mình, những người rụt rà với mình và những người anh em với mình không hiểu được mình. Không hiểu được thế nào là đam mê, cũng không hiểu được vì sao em nó lại vất vả như vậy. Thật sự luôn. Thì mình cũng muốn tâm sự như vậy thôi. Những ai đang làm vlog, những ai đang xem vlog, cố gắng động viên họ nhé. Thay vì những lời chỉ trích, thay vì những lời chê bai, thì chúng ta hãy động viên cho họ tốt lên. Những người tù đi ra tù họ cũng có một chỗ đứng trong xã hội mà. Xã hội vẫn luôn tạo cho họ một cái chỗ đứng. Vì sao những người làm vlog đưa lên cái cảnh cuộc sống hàng ngày, đưa lên những góc cạnh mà có thể là đài truyền hình họ không tới được, có thể là đài này đài nọ họ không tới được, thì qua những cái vlog họ hiểu hơn về con người nơi đó. Vì sao chúng ta lại không động viên, không ủng hộ? Thật sự là như vậy. Thì video này mình cũng chỉ là chia sẻ về bản thân và chia sẻ như vậy thôi. Mong các bạn xem cũng thông cảm cho mình. Mình hôm nay rất là tâm trạng, thật sự luôn. Mình rất là tâm trạng. Nhưng vì hôm nay mình buồn, không phải vì hôm nay mình buồn mà mình dừng bỏ cái đam mê vlog đâu. Mình cũng sẽ tiếp tục làm, các bạn cứ yên tâm. Mình sẽ làm nhiều cảnh hay hơn nữa, những chuyến đi hay hơn nữa. Mình không bao giờ dừng cuộc vì một câu nói của ai đó. Con người mình đã quyết tâm cái gì mình sẽ làm tới cùng. Mình không bao giờ vì một câu nói vớ vẩn mà mình sẽ dừng cuộc. Chẳng qua mình buồn vì bản thân, những người bên cạnh mình mà lại không thông cảm cho mình và không đồng cảm với những cái gì mình đang làm. Thật sự luôn. Không một lời động viên thì cũng đừng nên chê trách họ. Hãy cứ để cuộc sống của họ là của họ. Mình chẳng thể nói được. Mình cũng chẳng thể bắt bạn làm cái này, mày phải làm cái kia, đúng không ạ? Cuộc sống là do mình, tương lai là do mình định đoạt hết.
Mình rất mong muốn rằng những ai xem video này hãy thông cảm cho những người làm vlog giống như mình và tất cả các bạn xung quanh mình. Qua vlog mình kính chúc các bạn hãy vững lòng tin, hãy vì đam mê của mình, đừng vì những câu nói vớ vẩn, kể cả người nhà, mà mình đánh mất đi cái chính mình các bạn nhé. Chúc các bạn và chúc cho mình ngày càng phát triển trên con đường mình đã chọn, trên con đường mình nghĩ rằng sẽ có gì đó tươi sáng trong tương lai. Mình cuộc sống ông yên. Xin chào tất cả các bạn.